Hai bánh xe là tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Như Đức Phật đã diễn tả, chiếc xe giải thoát có hai bánh xe. Vào thời kỳ Đức Phật, xe được chế tạo như thế, nên Ngài dùng thí dụ này để người nghe dễ lãnh hội. Đức Phật giải thích rằng hai bánh xe là hai sự tinh tấn thể chất và tinh thần. Trong việc hành thiền cũng như trong các công việc khác, đòi hỏi phải có sự cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải chăm chỉ, chuyên cần để thành công. Nếu tinh tấn được duy trì bền bỉ, ta sẽ trở thành một vị anh hùng hay một người dũng cảm. Dũng cảm tinh tấn là điều tối cần thiết trong việc hành thiền. Tinh tấn thể chất là sự tinh tấn để duy trì thân thể trong tư thế thích đáng trong lúc hành thiền, đi, đứng, ngồi, nằm. Tinh tấn tinh thần là tinh tấn trong việc chánh niệm và tập trung tâm ý để loại trừ phiền não. Hai bánh xe tinh tấn lăn đều để đưa chiếc xe thực hành chạy êm thấm đến đích. Trong khi kinh hành, bạn phải dở bước rồi đặt chân xuống. Bạn tiếp tục làm đi làm lại, dở bước đạp. Khi đi như vậy, tinh tấn thể chất giúp bạn di chuyển. Trong khi đó, tinh tấn tinh thần tạo nên một sự chánh niệm liên tục. Sự vận dụng thể chất với một số lượng điều hòa đóng góp vào sự tỉnh thức và năng lực của tâm. Một điều quan trọng phải nhớ là tinh tấn là yếu tố căn bản trong việc hòa kiểu chiếc xe giải thoát của Đức Phật. Xe cần phải gắn chặt hai bánh. Cũng vậy, chiếc xe bát chánh đạo cũng phải được gắn chặt hai bánh xe tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Chúng ta không thể tiến bộ nếu không có tinh tấn thể chất trong lúc ngồi thiền, và cũng không thể có tiến bộ nếu trong khi ngồi thiền ta không tinh tấn ghi nhận đề mục một cách sáng suốt, chính xác và liên tục. Nếu hai bánh xe tinh tấn được duy trì chuyển động thì chiếc xe sẽ lăn bánh tiến thẳng về phía trước. Cần phải có tinh tấn để duy trì tư thế thể chất. Nếu bạn đang ngồi, bạn phải tinh tấn để giữ mình khỏi ngã. Nếu bạn đang đi, bạn cũng phải tinh tấn để di chuyển chân và giữ cơ thể thăng bằng. Chúng ta phải tập quân bình bốn tư thế chính: quân bình năng lực và tạo điều kiện để có sức khỏe tốt. Trong một khóa hành thiền với hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta phải có đủ thời giờ ngồi và đi, và thứ đến là giờ đứng, giờ nằm, giờ ngủ phải hạn chế. Nếu tư thế không duy trì đúng, lười biếng sẽ phát sinh. Chẳng hạn lúc ngồi, nếu không tôn trọng duy trì việc giữ thẳng lưng, bạn sẽ tìm một nơi để dựa lưng. Hay bạn có thể cho rằng đi kinh hành quá mỏi mệt, hay cơ thể cần phải được thoải mái chút đỉnh mới thích hợp cho việc hành thiền. Tất cả những điều trên, như bạn biết, sẽ không được chấp nhận trong lúc hành thiền. Tương tự như vậy, đối với tinh tấn tinh thần, không nên lười biếng. Ngay từ lúc đầu, bạn phải tâm niệm là phải cố gắng duy trì liên tục tinh tấn tinh thần. Hãy luôn luôn tự nhắc nhở: ta không bao giờ để một khoảng hở nào thiếu chánh niệm, ta luôn luôn duy trì chánh niệm liên tục. Đây là một thái độ rất cần thiết và ích lợi, khiến tâm bạn khai mở để thành tựu mục đích mong ước. Nhiều thiền sinh rất chán ghét việc kinh hành. Họ cho rằng kinh hành làm mệt mỏi và mất thời giờ. Họ chỉ kinh hành vì miễn cưỡng vâng lời thiền sư mà thôi. Họ không biết rằng khi kinh hành cần phải dùng hai loại tinh tấn,
Và đây là điều rất ít lợi để giữ cho bánh xe tinh tấn lăn đều. Với sự tinh tấn kinh hành, bạn có thể đạt đến mục tiêu một cách dễ dàng và thoải mái. Khi tinh tấn tinh thần luôn luôn có mặt trong từng sát na, thì phiền não không thể nào len lỏi vào được. Phiền não sẽ bị đẩy xa, bị hất ra ngoài, bị tâm tinh tấn loại bỏ. Một số thiền sinh hành thiền từng hồi từng chập, sự tinh tấn rời rạc, thiếu liên tục. Cứ hành thiền được một lúc lại lơi là, tinh tấn nổ bùng lên rồi lại tắt ngấm sau đó. Phiền não do đó len lỏi vào mãi. Thiền sinh loại này cứ phải bắt đầu tinh tấn hành lại từ đầu. Cố gắng rồi lại nghĩ, cố gắng rồi lại nghĩ. Thiền sinh không thể tạo được một cái trớn trong việc hành thiền, vì vậy không thể tiến bộ. Bạn cần phải thành thật xem xét lại việc hành thiền của mình. Bạn đã thật sự chánh niệm chưa? Bạn có thật sự nghiêm túc, kiên trì thực hành chánh niệm, tinh tấn chánh niệm từ phút này qua phút khác, chẳng lơ là, không buông trôi chưa? Người nào giữ cho bánh xe tinh tấn, tinh thần tiếp tục quay đều, thì người đó có nỗ lực tinh tấn. Đức Phật khen ngợi người nỗ lực tinh tấn. Người có nỗ lực tinh tấn sống trong an lạc. Tại sao vậy? Vì nỗ lực tinh tấn đẩy xa phiền não, tạo nên một sự mát mẻ, an tịnh, hoan hỷ, thoát khỏi tham dục, hung bạo và si mê. Tinh tấn nỗ lực có hiệu năng vô lượng. Đức Phật dạy, thà sống một ngày mà nỗ lực tinh tấn còn hơn sống trăm năm mà thiếu tinh cần. Mong rằng các bạn sẽ có sự hoan hỷ, hứng khởi trong khi nghe phần này, trong khi nghe phần giảng giải này, để bánh xe tinh tấn của bạn lăn đều. Phần thứ hai của chiếc xe được Đức Phật mô tả là chỗ tựa lưng. Chỗ tựa lưng ở đây ám chỉ lương tâm. Ngày xưa xe có chỗ tựa lưng. Không có chỗ tựa lưng, người đánh xe hay hành khách sẽ bị rơi khỏi xe hay ngã về đằng trước khi xe bất thần dừng lại. Chỗ tựa lưng có thể là một bộ phận rất đắt tiền. Hành khách tựa lưng vào ghế ngồi thoải mái như người ngồi trên chiếc ghế bằng và để xe đưa đến nơi mình muốn. Trường hợp của chúng ta, chỗ đến là Niết Bàn. Để hiểu rõ công năng của chỗ tựa lưng của chiếc xe minh sát, chúng ta phải hiểu thế nào là lương tâm. Lương tâm ở đây là sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ ở đây không liên quan gì đến sự sân hận thông thường. Một bất thiện pháp không phát xuất từ sự từ bỏ đối tượng như bản chất của sự sân hận. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi ở đây làm thiện tâm. Hổ thẹn và ghê sợ các điều bất thiện. Hai đặc tính này phối hợp tạo nên lương tâm, sự chính trực, chân thật. Người có tâm chính trực, chân thật thì không phải hổ thẹn và ghê sợ về đức hạnh của mình. Hổ thẹn là cảm giác chán ngấy hay ghê tởm phiền não. Khi cố gắng chánh niệm, bạn thấy có những khoảng hở, từ đó phiền não có thể xen vào và biến bạn thành nạn nhân của chúng. Bạn cảm thấy hổ thẹn khi thấy mình không thể kiểm soát được lục căn. Ghê sợ là sợ hậu quả của các điều bất thiện. Chẳng hạn sợ rằng trong khi hành thiền, nếu tâm bạn bị tràn ngập bởi các tư tưởng bất thiện thì bạn sẽ chậm tiến bộ. Sợ rằng nếu bạn làm những hành vi bất thiện dưới ảnh hưởng của phiền não, bạn sẽ nhận chịu đau khổ. Các điều sợ hãi trên giúp bạn thận trọng đề phòng, luôn luôn cảnh giác, không để cho phiền não
đợi chờ cơ hội nhảy vào. Nhờ thế, trong lúc ngồi thiền, bạn sẽ nỗ lực chánh niệm, khắng khít với đề mục chính. Hổ thẹn liên quan trực tiếp đến giới hạnh và sự chân chính thành thật của chính bạn. Trong khi đó, ghê sợ liên quan đến giới hạnh và thanh danh của gia đình, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, vân vân. Hổ thẹn hiện hành dưới nhiều cách. Một người sinh trưởng trong gia đình gia giáo thì dù gặp hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng cố gắng cho họ học hành để trở thành người hữu dụng sau này. Người được sinh trưởng và giáo dục trong gia đình như thế, trước khi làm một hành động ác như giết người chẳng hạn, họ sẽ tự vấn nhiều lần. Cha mẹ dạy là hãy sống trong tình thương và đối xử tốt với mọi người. Ta phải tự trọng, không để mất thanh danh khi có những tư tưởng và cảm giác xấu xa, tệ hại như vậy. Ta có nên giết người vì một phút yếu lòng và thiếu từ tâm như thế chăng? Ta đành hy sinh đức hạnh của ta chăng? Nếu có thể phản tỉnh bằng cách này và quyết định tránh xa sự giết hại, thì ta đã có đức hổ thẹn. Đức hạnh của sự hiểu biết hay học thức cũng có thể giúp cho ta tránh xa các hành động bất thiện. Một người có học thức, có văn hóa cao sẽ có một căn bản luân lý đức hạnh cao. Luân lý đức hạnh của người có học, người hiểu biết. Khi có ý định là một hành vi bất thiện, người có học thức, hiểu biết sẽ biết xem xét, thẩm định những gì đang ẩn tàng bên trong họ và có thể dừng tay. Cũng có thể nhờ tuổi tác cao mà có đức hổ thẹn. Khi trọng tuổi, ta có phẩm hạnh cao. Điều này do ở sự tự tỉnh, tự nhiên của mình. Ta là một người đứng tuổi, con cháu đầy đàn, ta đã biết đâu là trái, đâu là phải. Ta không nên làm những điều không thích đáng như vậy. Ta phải tôn trọng phẩm hạnh của chính mình. Sự hổ thẹn cũng phát sinh nhờ lòng dũng cảm, xác tín. Ta có thể tự suy nghĩ, phản tỉnh rằng hành động thiếu đạo đức là hành động của những kẻ vô lại, những tên ma đầu, những người sống không nguyên tắc. Một người có tâm dũng cảm và cương nghị sẽ sống theo nguyên tắc, chân chính, thành thật. Không chuyện gì, không áp lực nào có thể khiến họ đánh mất tư cách, phẩm hạnh của mình. Gây sự tội lỗi là một khía cạnh khác của lương tâm. Do nghĩ đến uy tín danh dự của cha mẹ, họ hàng, gia đình, bạn bè mà một người không dám làm điều bất thiện. Họ nghĩ rằng khi làm điều bất thiện là đã phản bội và làm tổn thương đến các người thân yêu của mình. Bạn không thể nào giấu giếm được những hành vi bất thiện mình đã làm, vì làm sao giấu giếm được chính bạn. Có những kẻ có thể đọc được tâm người khác, họ có thể nghe hay thấy chuyện người khác làm. Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ do dự khi phải làm hành vi bất thiện, do bạn nghĩ rằng hành vi này kín đáo đến đâu. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đóng vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Nhờ có hai đức tánh này mà cha mẹ, anh chị có thể sống một cuộc sống trong sạch. Nếu không có hai đức tính này thì sẽ không có hành vi đạo đức, và những người trong gia đình sẽ sống như chó với mèo. Thế giới ngày nay gặp nhiều tai họa vì con người đã thiếu mất hai đức tính hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hai yếu tố của lương tâm, hổ thẹn và ghê sợ này được gọi là những kẻ hộ trì thế giới. Hãy tưởng tượng xem, nếu mọi người trên thế giới đều có hai đức tánh hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì thế giới này sẽ êm đẹp biết bao. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là tinh pháp. Pháp thanh tịnh
pháp trong sạch, bởi vì chúng là những pháp thiết yếu để duy trì sự trong sạch thanh tịnh của chúng sanh trên hành tinh này. Sukha Dhamma có nghĩa là màu trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh, thanh khiết. Pháp ngược lại là không hổ thẹn và không ghê sợ tội lỗi là pháp đen. Màu đen thì hấp thụ nhiệt, màu trắng phản xạ nhiệt. Pháp đen là pháp có đặc tính thu hút nhiều phiền não. Khi chúng hiện diện thì tâm bạn sẽ chìm đắm trong phiền não. Trong khi pháp trắng hiện diện thì phiền não sẽ bị dội ngược. Kinh điển có đưa ra ví dụ về hai hòn sắt. Một hòn bị trát đầy phân, một hòn bị nung nóng đỏ. Một người từ chối hòn sắt thứ nhất vì sợ bẩn tay và không dám sờ vào hòn sắt thứ hai vì sợ phỏng tay. Không sờ vào hòn sắt bẩn cũng giống như tâm hổ thẹn tội lỗi. Người biết hổ thẹn khi làm điều xấu, nhờ họ biết so sánh những điều xấu đó với những điều tốt. Người không sờ tay vào hòn sắt nóng cũng như tâm ghê sợ tội lỗi. Người ghê sợ tội lỗi vì sợ phải gặp quả xấu do những hành động bất thiện của mình. Họ sợ phải sa vào khổ cảnh. Như vậy, người tránh xa 10 bất thiện pháp cũng như người không dám sờ vào hai hòn sắt trên. Những sự hổ thẹn và ghê sợ vô ích. Có nhiều sự hổ thẹn và ghê sợ thật ra chẳng có ích tí nào. Tôi gọi đó là sự hổ thẹn và ghê sợ bắt chước. Chẳng hạn như bối rối hay mắc cỡ khi phải giữ năm giới, mắc cỡ và sợ nghe giáo pháp, mắc cỡ và e ngại khi đảnh lễ các bậc trưởng thượng. Nhiều người mắc cỡ và sợ hãi khi phải nói to hay đứng trước công chúng. Nhiều người sợ hãi những dư luận không tốt về mình, nhất là khi những dư luận nói về những hành động xấu xa của mình. Đó là sự hổ thẹn bắt chước. Trong cuộc sống có những điều không nên mắc cỡ hay sợ hãi. Không mắc cỡ khi phải làm việc để kiếm sống, vì nếu mắc cỡ như vậy thì lấy gì để mà ăn. Không mắc cỡ khi phải đến học hỏi với thầy về buôn bán hay về một nghề chuyên môn nào đó. Nếu mắc cỡ như vậy thì làm sao có kiến thức. Không mắc cỡ khi phải ăn, bởi vì nếu không ăn thì sẽ chết đói. Không sợ hãi khi phải gặp một nhân vật quan trọng khi điều đó cần thiết. Nhiều người nhà quê rất sợ hãi khi phải đi xe lửa, xe buýt qua phà. Ở đây tôi muốn nói đến những người thật sự chưa từng thấy và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Những người đơn giản mộc mạc này, họ cũng mắc cỡ khi dùng nhà vệ sinh công cộng. Những sự e dè mắc cỡ hay sợ hãi đó chẳng lợi ích gì. Có nhiều người sợ cả chó, mèo, thằng lằn, gián, chuột, hay sợ nơi lạ nước, lạ cái. Nhiều người lại sợ người khác phái. Nhiều người sợ cha mẹ, sợ thầy giáo, nên đứng trước mặt cha mẹ hay thầy giáo, họ ấp a ấp úng, nói không nên lời. Ngay cả đi đứng cũng trở nên mất tự nhiên. Nhiều thiền sinh sợ phải trình pháp với thiền sư, nên họ cứ đứng lấp la lấp ló ngoài cửa như đợi vào phòng nha sĩ. Tất cả những sự sợ hãi trên không phải là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi liên quan đến thiện pháp. Người hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, họ sợ những nghiệp xấu do phiền não đem lại. Một khi phiền não hiện diện thì khiến những hành động bất thiện dễ phát sinh. Suy nghĩ đến hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là một điều tốt đẹp. Hai yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì thiền sinh càng tinh tấn chánh niệm bấy nhiêu.
Một thiền sinh sợ sự liên tục chánh niệm của mình bị gián đoạn thì sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng trau dồi chánh niệm tỉnh giác. Bởi thế Đức Phật đã nói với vị trời mới của chúng ta: chiếc xe bát chánh đạo có chỗ tựa lưng là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Nếu có được chỗ tựa lưng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này thì chúng ta sẽ có được một nơi để nương tựa, để dựa lưng và ngồi một cách thoải mái trên suốt hành trình đi đến an lạc niết bàn. Giống như người lái xe đời, nếu không thận trọng thì cũng xảy ra những nguy hiểm. Cũng vậy, thiền sinh đi trên chiếc xe bát chánh đạo, nếu thiếu chánh niệm thì nguy hiểm cũng chờ chực hai bên đường. Mối nguy hiểm đó chính là phiền não đang nằm hai bên chánh đạo. Nếu bạn lơ đễnh lạc tay lái thì bạn sẽ gặp chúng ngay. Cầu mong cho các bạn có thật nhiều hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi để có đủ tinh tấn trong việc hành thiền. Cầu mong các bạn tiến bước một cách êm đềm và nhanh chóng trên bát chánh đạo cho đến khi giác ngộ niết bàn. Chánh niệm là vũ khí bao quanh chiếc xe. Chiếc xe pháp bảo muốn đi một cách an toàn thì phải có một thân xe chắc chắn. Vào thời kỳ Đức Phật, xe được làm bằng gỗ hay những vật liệu rắn chắc khác để cung tên và giáo mát không thể đâm thủng. Gần đây hơn, các quốc gia đã bỏ tiền ra để tạo những chiến xa hiện đại. Những chiếc xe hơi ngày nay cũng được chế tạo những bộ phận để bảo vệ an toàn. Có những chiếc xe rất an toàn và đầy đủ tiện nghi. Ngồi trên xe không khác gì đang ngồi trong nhà. Ngồi trong chiếc xe đó có thể tránh được gió mái, nóng lạnh, nắng nôi, mưa tuyết. Cũng vậy, khi thiền sinh giữ chánh niệm liên tục thì sẽ không bị các loại phiền não tấn công. Chánh niệm là một thứ vũ khí giúp cho tâm an toàn, thoải mái và mát mẻ. Bao lâu tâm còn được bảo vệ bởi sự chánh niệm thì phiền não sẽ không thể xâm nhập. Không một ai có thể đi an toàn trên chiếc xe bát chánh đạo mà không được bảo vệ bởi chánh niệm. Khi chiến xa, xung trận, vũ khí là yếu tố bảo vệ chống lại mọi sự xâm nhập của kẻ thù. Trong khi hành thiền minh sát là chúng ta đã bước vào mặt trận, đối mặt, chống lại mọi phiền não, chúng ta cần phải có vũ khí chánh niệm. Muốn thắng địch thì phải hiểu địch. Cũng vậy, chúng ta phải tìm hiểu xem phiền não phát sinh như thế nào để tiêu diệt chúng. Phiền não phát sinh từ 6 cửa giác quan. Khi 6 cửa giác quan thiếu sự phòng ngự của chánh niệm thì chúng ta sẽ là nạn nhân của tham ái, sân hận, si mê và đủ mọi loại phiền não khác. Chẳng hạn, khi tiến trình của sự thấy xảy ra, vật tiếp xúc với nhãn căn và nhãn thức phát sinh. Nếu vật thấy là vật đẹp đẽ mà bạn không chánh niệm thì tham ái sẽ phát sinh. Nếu vật thấy không vừa ý thì sân hận sẽ phát sinh. Khi có chánh niệm thì phiền não không thể xâm nhập vào luồng ý thức của bạn được. Khi ghi nhận chánh niệm các tiến trình của sự thấy thì tâm có cơ hội để hiểu rõ bản chất thật sự của những gì đang xảy ra. Lợi ích trực tiếp tức thời của chánh niệm là tâm được thanh tịnh, trong sáng, an bình và hạnh phúc. Chính vào thời điểm chánh niệm thì phiền não vắng bóng, do đó tâm thanh tịnh. Tâm không thể ghi nhận hai đối tượng cùng một lúc. Vì vậy, khi tâm tinh tấn chánh niệm thì phiền não sẽ không thể hiện khởi. Một tâm thanh tịnh, trong sáng, an lạc có thể được dùng để quán chiếu sâu hơn vào bản chất của hiện tượng. Thường thì những tâm sở bất thiện thường xảy ra hơn là những tâm sở thiện. Ngay khi tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào tâm, chúng ta bắt đầu tạo nghiệp xấu.
và nghiệp xấu này sẽ trả quả ngay trong kiếp hiện tại và cả kiếp vị lai. Tái sanh là hậu quả của nghiệp, mà có tái sanh thì phải có chết. Trong thời gian giữa sinh và tử, chúng sanh tạo nên nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác, do đó khiến chúng sanh phải luân hồi mãi mãi. Bởi thế, thất niệm là con đường dẫn đến sự diệt. Thất niệm là nguyên nhân dẫn đến cái chết trong kiếp sống này và các kiếp sống sau sau. Bởi thế, chánh niệm cũng giống như không khí trong lành, luôn luôn cần thiết cho đời sống. Mọi người đều cần phải hít thở không khí trong lành. Nếu không có không khí trong lành, hay phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, thì sớm muộn gì ta cũng bệnh hoạn và chết. Nếu tâm không có không khí trong lành của chánh niệm, thì nó sẽ bị héo úa, hơi thở sẽ khó khăn và tắc nghẽn bởi phiền não. Một người hít thở không khí ô nhiễm có thể bị bệnh cấp kỳ và phải chịu nhiều đau đớn khổ sở trước khi chết. Khi không chánh niệm, chúng ta sẽ hít thở khí độc của phiền não mà chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau. Nếu đối tượng hài lòng, thích thú, hiện diện thì ta sẽ bị tham ái giày xéo. Nếu đối tượng không hài lòng, không thích thú thì ta sẽ bị sân hận thiêu đốt. Phiền não có thể đến với ta dưới nhiều hình thái: tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, tật đố, ganh tị, bỏng sẻn, vân vân. Khi chúng tấn công ta, đều khiến chúng ta chịu những đau đớn, khổ sở như nhau. Tâm thanh tịnh, hỷ mãn, an bình, hạnh phúc chỉ có khi mọi phiền não bị xua đuổi khỏi tâm ta. Một vài loại ô nhiễm khiến chúng ta bị chóng mặt, nhức đầu, say sẩm, buồn nôn, rối loạn các bộ phận trong cơ thể. Một vài loại ô nhiễm khí độc có thể làm ta thiệt mạng. Phiền não cũng thế, một số có thể gây cho chúng ta những thương tổn nhẹ, một số có thể khiến ta chết. Một số người bị choáng váng hay say sẩm bởi dục lạc ngũ trần, một số thì chết tức tưởi hay chết cấp kỳ bởi phiền não. Tham ái quá mạnh có thể làm chết người. Tham ái tích tụ nhiều năm cuối cùng có thể tạo ra nhiều chứng bệnh kinh niên hay cấp tính. Quá giận hay quá sợ cũng gây ra chết người. Đó là trường hợp những nạn nhân là những người bị đau tim. Phiền não cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tâm thần hay thần kinh. Thật ra, phiền não còn nguy hiểm, tai hại hơn bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề nhất. Một người bị chết vì hít thở không khí ô nhiễm thì chất độc chỉ nằm trong cơ thể người đó. Nhưng sự tàn độc của phiền não có thể lan truyền đến kiếp sau. Đó là chưa kể đến những ảnh hưởng gián tiếp của phiền não đối với người khác. Khi hít phiền não vào tâm, thì phiền não sẽ đem đến kết quả bằng nghiệp, và nghiệp này sẽ chín trong tương lai. Một người chánh niệm liên tục thì tâm sẽ dần dần được rửa sạch, giống như phổi của một người nghiện hút đã bỏ thuốc thì dần dần chất độc hay chất nhựa của thuốc lá trong phổi sẽ tan biến đi. Một con tâm trong sạch thì sẽ dễ dàng tập trung tâm ý và trí tuệ có cơ hội để hiện khởi. Tiến trình chữa lành bệnh phải bắt đầu bằng chánh niệm. Nhờ phát triển chánh niệm và chánh định, bạn sẽ dần dần vượt qua các tuệ minh sát. Khi trí tuệ tiếp tục phát triển và chín mùi, thì cuối cùng bạn sẽ giác ngộ niết bàn. Khi đó, mọi phiền não đều được nhổ tận gốc rễ. Niết bàn không có ô nhiễm. Giá trị của chánh niệm chỉ có thể nhận biết được do chính người thực hành chánh niệm. Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có người đánh xe
thì cũng không thể đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật giảng giải rằng chánh kiến phải cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại 6 loại chánh kiến. Trong bài pháp nói về chánh kiến này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm là một trong những điểm cao tột mà việc hành thiền minh sát đem lại. Chánh kiến đầu tiên là chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của ta. Nghiệp là hành động, thiện hay bất thiện. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay kiểm soát được các tài sản vật chất. Đó là một quan niệm sai lầm, mang đầy ảo tưởng, ảo huyền. Bởi vì mọi vật trên thế gian này đều vô thường, không vững bền và bị hủy hoại. Vì mọi vật thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng ta, nên ta không thể nào làm chủ được chúng. Nghiệp là của sở hữu độc nhất mà chúng ta có thể nương tựa